Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Hôm nay, nhân dịp 76 năm ngày thành lập ngành thanh tra Việt Nam 23 tháng 11, mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng với ông Nguyễn Việt Hoàng, tỉnh ủy viên, chánh thanh tra tỉnh Sóc Trăng về nội dung này. Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng hôm nay. Thưa ông, thì nhân kỷ niệm 76 năm thành lập ngành thanh tra Việt Nam năm nay, ông có thể cho biết là trong cái bối cảnh cả nước cũng như là tỉnh Sóc Trăng á dốc toàn lực để mà phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vậy thì hoạt động của ngành thanh tra tỉnh nhà đã thực hiện như thế nào? Ông có thể điểm một số cái hoạt động nổi bật đã diễn ra trong năm qua thưa ông? Năm 2021 là năm kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành thanh tra Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1945, 23 tháng 11 năm 2021. Trong điều kiện đầy khó khăn, trở ngại trong cái việc triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch đã được chủ tịch tỉnh phê duyệt, do phải đứng trước cái đại dịch Covid bùng phát và kéo dài, ảnh hưởng đến toàn diện các cái đời sống xã hội. Thì tuy nhiên, trên tinh thần là bám sát chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xác định rõ cái trách nhiệm được giao, cùng với sự quyết tâm chính trị, quyết tâm chuyên môn của toàn ngành, nên thanh tra ở địa phương đã tập trung vượt qua khó khăn, thay đổi cái linh hoạt cái phương thức để thanh tra, cái điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ cho phù hợp. Xin điểm qua một số kết quả nổi bật trên các cái lĩnh vực cụ thể như sau. Thì đã triển khai 111 cuộc thanh tra hành chính và 409 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. Trong đó thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra 8 cuộc và 4 cuộc đột xuất, đạt 150% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra cũng đã phát hiện một số sai phạm, từ đó cũng đã kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền để xử lý trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng luôn được quan tâm. Cái tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền là đạt là 94,86%. Thì đã tham mưu ủy ban tổ chức cái hội nghị tổng kết 10 năm chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng và kế hoạch thực hiện cái công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cái hội nghị triển khai thực hiện nghị định 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của chính phủ về cái kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị, thực hiện tốt cái công tác đánh giá cái chỉ số phòng chống tham nhũng năm 2020 đạt 86,92 trên 100 điểm. Ngoài ra, ngành thanh tra cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cái nhiệm vụ về cải cách hành chính, công tác tuyên truyền pháp luật có trọng tâm, thiết thực. Điểm nhấn là cái tổ chức thành công cái cuộc thi tìm hiểu phòng chống tham nhũng trong nhân dân được là hưởng ứng rộng khắp, nhiều cái bài tham dự là đạt cái chất lượng cao. Nói tóm lại, thì với những cái kết quả nổi bật như trên, thì ngành thanh tra trong hai cấp đã góp phần quan trọng cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, là cái thành tích thiết thực để tiến tới kỷ niệm ngày truyền thống của ngành thanh tra 23 tháng 11. Vâng, thưa ông, vậy thì qua cái hoạt động của thanh tra tỉnh đó, thì ông có thể đưa ra những cái nhận xét gì đối với các cái địa phương đơn vị thưa ông? Qua công tác thanh tra thì cho thấy các tổ chức đơn vị địa phương cũng có nhiều cái cố gắng thực hiện tốt cái công tác quản lý, điều hành ngân sách, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cái thứ hai là phân bổ, bố trí kịp thời các cái nguồn lực kinh phí để thực hiện chế độ chính sách, đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng, các công trình, dự án trọng điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, thì qua công tác thanh tra thì cũng nhận thấy một số đơn vị được thanh tra cũng cần phải khắc phục những cái tồn tại hạn chế trong thời gian tới, như là về tài chính thì một số đơn vị quản lý sử dụng thanh quyết toán, chứng từ kế toán chưa đúng các quy định hiện hành. Việc xây dựng cái định mức nội dung chi trong quy chế thi nội bộ
chưa được chặt chẽ. Về xây dựng cơ bản thì một số chủ đầu tư kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ trong quá trình điều hành quản lý dự án, các cá nhân tham gia quản lý dự án cũng chưa đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện cũng chưa tốt cái vai trò trách nhiệm. Vậy thì để phát huy những cái kết quả đã đạt được đó, thì ngành thanh tra đã đề ra những cái kế hoạch, những cái định hướng gì để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong thời gian tới thưa ông? Thứ nhất là thanh tra tỉnh sẽ triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 được Chủ tịch tỉnh phê duyệt, cũng như là những cái nhiệm vụ đột xuất có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp tốt các cái công tác phòng chống dịch bệnh theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế là thực hiện tốt cái 5K. Thứ hai là sẽ phối hợp với cơ quan kiểm toán nhà nước sẽ xử lý tốt cái việc mà chồng chéo, trùng lập trong công tác thanh tra. Thứ ba là tham mưu tốt cái công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các cái vụ việc còn tồn động kéo dài, hạn chế cái điểm nóng cũng như là cái khiếu kiện vượt cấp. Sau cùng đó là cái tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị địa phương về công tác thanh tra cũng như công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, cũng như là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng ở địa phương, đơn vị, cơ quan. Cảm ơn ông đã cung cấp những cái thông tin này cho chúng tôi. Cũng nhân đây kính chúc ông cùng toàn thể ngành thanh tra nhiều sức khỏe, hoàn thành được nhiệm vụ trong thời gian tới. Xin cảm ơn ông.